Thưa quý vị, thưa các bạn, với mục tiêu đánh giá tình hình hoạt động của các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh tại Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa được thuận lợi trong năm 2017. Hội nghị đã thu hút được gần 400 doanh nghiệp và gần 100 đại biểu tham dự. Lãnh đạo tỉnh cho biết, Lạng Sơn hiện có khoảng 2.300 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 15.000 tỷ đồng. Cộng đồng doanh nghiệp tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 40.000 lao động với mức thu nhập bình quân từ 3 đến 4,5 triệu đồng một tháng. Riêng năm 2016, các doanh nghiệp đã tạo thêm việc làm cho hơn 1.200 lao động, nộp ngân sách nhà nước 550 tỷ đồng. Thực hiện chương trình xúc tiến thương mại, ngành công thương Lạng Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn có hiệu quả, thiết thực, gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Ngành công thương Lạng Sơn cũng đã nâng cao được chất lượng, hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia hỗ trợ trong và ngoài nước. Các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của phía Việt Nam ta thấy rất là phù hợp và cần thiết có những cái cuộc giao kết. Ngoài ra còn các chương trình khác như về tập huấn, rồi đưa hàng Việt về nông thôn, tất cả các việc đó chúng tôi đã có kế hoạch từ đầu năm và được sở phê duyệt. Thời gian qua, ngành công thương Lạng Sơn đã chủ động phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, các cơ quan chức năng, thông tin kịp thời những chủ trương, chính sách, tận dụng thời cơ thuận lợi thực thi các hiệp định thương mại tự do FTA thế hệ mới, hiệp định thương mại Trung Quốc, ASEAN, v.v. Qua đó triển khai linh hoạt phù hợp trong hoạt động hợp tác kinh tế thương mại giữa Lạng Sơn và Quảng Tây, giúp tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2016 đạt 4,130 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,7% so với năm 2015. Thì giữa hai cái Sở Công Thương An Giang và Sở Công Thương của ở tỉnh Lạng Sơn cũng đã có sự phối hợp với nhau trong vấn đề là hỗ trợ cho các doanh nghiệp kết nối các doanh nghiệp với nhau. Ví dụ như là hỗ trợ cho các kho bãi để cho các hàng hóa của các doanh nghiệp của tỉnh được tập kết, tập trung, bảo quản được tốt, và sau đó đảm bảo chất lượng để xuất qua Trung Quốc. Tuy đã đạt được một số kết quả nhất định, nhưng các doanh nghiệp cũng cho rằng khó khăn hiện nay đối với hoạt động xuất nhập khẩu tại Lạng Sơn vẫn là điều kiện cơ sở hạ tầng khu vực bến bãi tại các cửa khẩu, giao thông hạn chế. Vấn đề quy cách đóng gói, bảo quản hàng hóa chưa có quy chuẩn cũng ảnh hưởng tới tiến độ thông quan. Mặc dù Việt Nam đã ưu tiên thông quan trước cho các mặt hàng nông sản, nhưng phía Trung Quốc vẫn duy trì quản lý nhập khẩu có điều kiện với một số mặt hàng và công tác kiểm dịch chặt chẽ nên cũng gây ra bất lợi cho doanh nghiệp. Trên địa bàn Lạng Sơn, thủ tục hành chính, tiếp cận đất đai, đào tạo lao động cũng đang gặp khó khăn ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Với bên này lãnh đạo tỉnh và đặc biệt các ngành chức năng của tỉnh và các huyện là tạo điều kiện một cái mặt bằng cho vấn đề đầu tư kho tàng, bến bãi để đưa cái nguồn phân bón đủ và đáp ứng đầy đủ theo cái nhu cầu phục vụ cho nông nghiệp nông dân nông thôn. Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Lạng Sơn trong thời gian qua. Trước những kiến nghị của doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở ban ngành nghiêm túc tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp và nhanh chóng có biện pháp xử lý hồi đáp. Cũng trong dịp này, nhằm ghi nhận những đóng góp của các doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh đã trao bằng khen cho 13 doanh nghiệp của tỉnh, 9 doanh nhân và 10 doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh có thành tích hoạt động sản xuất kinh doanh xuất sắc trong năm 2016. Sở Công Thương và Cục Hải quan cũng đã trao giấy khen cho 20 doanh nghiệp tiêu biểu có đóng góp cho sự phát triển công nghiệp thương mại của Lạng Sơn.